Chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Moto Vlog. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em con Winx của mình hoàn thiện. Một chiếc xe đã hoàn thiện xong. Và tổng thể xe nó sẽ là như này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi review chi tiết. Và mình sẽ đọc cho bạn là mình lên những đồ gì của Exciter, của Winner và đồ của các dòng xe khác. Ok anh em, let's go. Rồi chúng ta đi ra chỗ review nhé. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy.
quay trở lại với con béo mô tô Vlog nhá. Và sau khi cái clip mình đăng lên ấy thì rất là nhiều anh em quan tâm xem là cái xe này mình độ hết bao tiền. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xem là chiếc xe này mình độ bao tiền, mình sẽ nói các bạn giá tổng thể của cả bộ xe luôn nhá. Ok anh em. ABS là 8.500.000, khơi mào cho lít đồ những cái đồ độ của con béo ô tô. Và anh em chuẩn bị giấy bút để cộng nhá. Ok anh em, bắt đầu. Chào mừng anh em quay trở lại con béo ô tô. Và một câu hỏi mà rất nhiều anh em ở trên cộng đồng mạng cũng như là anh em theo dõi vlog trước của con béo ô tô là thắc mắc là con xe này độ bao nhiêu tiền. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em tất cả chi tiết đồ lên xe nó là bao nhiêu tiền. Và tiếp theo nữa là thêm một vấn đề nữa là giá trị của tổng con xe này nó là bao tiền. Ok anh em, và chúng ta hãy đi ra dàn đầu luôn. Let's go. Và dàn đầu xe thì ấn tượng nhất nó là đôi thụt upside down kèm theo Brembo. Thì con này 2.8 triệu một đôi thụt upside down này, dùng cho chảng Brazil. Đấy. Và cái tiếp theo nữa là cái heo con này thì là 1.750.000 một con heo Brembo màu xi măng 4 pit, 1.750.000 hàng CNC của Malai. Đấy, đi theo kèm bát chân đây. Đấy. Thì là một bộ là có gồm có thụt và heo. Tiếp theo nữa là một bộ Mayer trước sau luôn nhá. Con béo mô tô sẽ tính cho các bạn luôn là Mayer trước sau. Mayer này nó là 1.250.000, 1.250.000 dành cho Winner, dành cho Xside. Xside thì có cả bản hai đĩa, nếu anh em muốn lên hấp hai đĩa thì mất thêm 380 nữa là bản hai đĩa. Và 1.250.000 Nan Osaki hoặc là Nan Racing Boy thì là 150 một bộ Nan này, cộng với công đa nan và cân nan là 200.000 nữa. Đấy là sau đấy là chúng ta đến cái vành. Thì vành này là vành và bản 3.0, trước 3.0 sau 4.25, cả cặp vành của nó là 2.500.000. Và nhôm cao cấp của Unison của Trung Quốc, hàng cao cấp của Trung Quốc, cần vành chạy rất là ok, chất lượng nhôm ok, thì 2.500.000 cho đôi vành. Đấy, và chúng ta đã xong được cái dàn chân, cộng với khi anh em thấy không, lên hai heo, mình lên hai heo chạy được đều chạy được như nhau, thì hai heo này thì mình đã phải dùng cái hệ thống dây dầu là dây ngắn, một cái ốc dầu rất dài nhá. Đây camera focus kỹ vào cho anh. Đấy, một cái ốc dầu rất là dài. Sau đấy là làm gì để chia cho cái con chi cơ chế nó chạy là nhồi lên đây, nhồi đầy con này thì nó đưa sang con này. Thì dây dầu này là mình chơi dây dầu zin của hệ thống ABS. Đấy. Full bộ ABS trước sau là 8.500.000. Đấy, dây dầu này thì mình không tính vì là lên theo tùy xe. Và tiếp theo nữa với dàn đầu xe, đấy là hệ thống bi cầu hai con heo la 2.500.000. Hai con heo la đó, heo la này thì là đề bi ban đầu của nó sẽ là màu đỏ. Đấy, đề bi ban đầu màu đỏ. Về ánh sáng trắng của nó thì rất là sáng rồi. Hai con bi cầu này rất là sáng. Thì hệ thống khi mà lên cái hệ thống con bi cầu này rồi, nó ăn rất là nhiều điện, lên sạc của Winner nó sẽ không chịu được cho cái hai con bi cầu này. Mình đã lên lại sạc của Exciter, chuyển điện các thứ rồi là lên sạc của Exciter để ăn được hai con bi cầu này. Đấy, đấy là con dàn đầu bi cầu. Thì bi cầu nó là 2.500.000 một quả, nó tính cả công lắp đặt rồi là cả công quét nhựa rồi làm nhựa tất cả. Anh em thấy mình giữ lại được cái đề mi này luôn nhá. Đấy, đẹp ấn tượng ở con Winx là cái hai cái thanh đề mi này rất là đẹp. Đấy. Và tiếp theo nữa, đây mình bật cho các bạn ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng của bi cầu. Khi bật lên thì nó sẽ là lên cái ánh sáng trắng này. Đấy. Và tiếp theo nữa là gì? Là cái xi nhan. Tiếp theo nữa đó là xi nhan L17.
Xi-Nhan L14, Xi-Nhan mũi tên, giá 320.000 một đôi. Đấy, bao lắp đặt luôn 320.000. Khi mà lắp Xi-Nhan L14 này vào thì là vì là cái nhựa winner nó rất là ngắn nên là mình đã bỏ cái cao su, chụp cao su đi rồi nhá anh em nhá. Đấy, Xi-Nhan L14. Và chúng ta hãy tiến tiếp lên ở dàn đầu xe. Ok anh em. Về dàn đầu xe thì của mình có cái công tắc cảnh báo hazard và công tắc bật đèn trợ sáng L4X. Đây, công tắc cảnh báo hazard. Khi mình gạt cái công tắc này lên, đấy là bốn con đèn Xi-Nhan nó cùng nháy. Đấy, bốn con Xi-Nhan trước sau nó cùng nháy. Đấy là về công tắc speed beat. Con này thì là bộ công tắc chống nước rất là tốt. Bộ này công tắc chống nước rất là tốt. Đấy, 280.000. Bao tay Spider 150.000, dùng rất là ok và cầm chắc tay. Gù này là mình chơi gù Brembo. Gù Brembo đủ màu, 250.000 một đôi. Rất đẹp luôn phay. Đấy. Và tiếp theo nữa là mình lắp những con ốc kiểng này lên để làm màu thôi. Để đấy mình lắp lên hai màu, một màu xanh tím và một màu xanh lục. Đấy. Công tắc tắt nguồn đấy mình sử dụng của con SH300i. Đấy, con SH300i thì công tắc này là 300.000, bao lắp đặt hoàn thiện lên xe, khoét nhựa nhá, rồi che chắn, rồi xịt keo các thứ hoàn thiện lên xe. Và bên tay côn của mình thì mình chơi con CRG carbon. Con này thì 1.050.000 một đôi, cả tay phanh lẫn tay côn. Nhưng mà mình thì mình dùng con bao con tổng phanh Brembo nên là mình buộc mình phải thay con tay khác. Đây là con CRG RC2. Đấy, bass CNC. Con này là con 16, Brembo 16. Đấy, Brembo tổng 16 để nhồi cho lớn. Tai này tai titan nha anh em nhá. Tai con Brembo này mình mua 2.8 triệu hàng cũ, cốc xe. Và tiếp theo nữa là tai titan 250.000, cốc dầu Evotech này 450.000 bao lắp đặt lên xe luôn. Đấy. Và không thể bỏ qua được cùng Domino kèm dây co ga 650.000. Đấy. Cùng Domino tăng tốc kèm dây co ga đi xuống. Đấy, camera có thể đưa xuống. Đấy, dây co ga. Ok anh em, và chúng ta đã xong được đến dàn đầu. Chúng ta cùng let's go quay ra dàn thân nhá. Ok anh em. Điểm nhấn của dàn thân xe nó gồm có cái chống đổ xuyên khung cực kỳ là chắc chắn và khỏe. Mình đã đứng lên cho các anh em xem test rồi. 650.000 cho một bộ này, bao lắp đặt. Đấy, 650.000 một bộ bao lắp đặt. Điểm mà lăn tăn duy nhất là anh em cần phải suy nghĩ là có nên khoan vào khung hay không. Nếu anh em chấp nhận khoan vào khung thì ghé qua con béo mình sẽ lắp lên xe bao khỏe mạnh và bao luôn là khung sườn, bạn không bị xé. Đấy là 650.000, vì là cái đấy nó là chỉ là điểm giữ thôi chứ nó không phải là điểm chịu lực ở cái chống đổ đấy. Và tiếp theo mình lắp thêm hai quả L4X lúc tím, 650.000 một quả, bảo hành 6 tháng, rất dùng rất là ngon luôn. Đấy, bảo hành 6 tháng lúc tím. Và tiếp theo nữa là nổi bật ở cái dàn này là có hệ thống khóa Smart Key. Đây, một cái khóa Smart Key mình sử dụng CNC màu vàng. Con này đủ màu nhá, xám, đen, bạc, vàng và xanh nữa. Đấy, thì khóa Smart Key này thì có cả, đấy, mở yên luôn, có cả nấc mở yên nha anh em nhá. Đấy, đủ hết luôn. Và cái tai mình rất là thích ở những cái đồ nhôm CNC này. Khóa này là 3.850.000, bao lắp đặt bảo hành 1 năm. Và anh em có thể nhìn thấy cái bợ nhựa. Đây mình đã phủ nhúng carbon nó khoảng tầm 18 miếng. Và mình nhúng full cái này là 3.200.000. Mình đi nhúng 3.200.000. Đấy, nhúng hết cả từ ốp nhựa đen này, ốp đầu này, ốp đầu đèn này. Đấy, cả ốp nhựa này, ốp đuôi này. Đấy, những cái ốp độ. Đây là đầu đèn nữa em. Đây là cái màu. Màu này mình đã thay đổi cái màu rồi nha anh em nhá. Màu của Winner X, mình đã thay đổi cái màu này và mình đã nhúng carbon luôn. Đấy. Và tiếp theo nữa, anh em không thể bỏ qua, đấy là cái sản phẩm rất cần thiết, đó là cái ba ga chằng đồ inox 10 ly và tiếp inox 10 ly điện phân 7 màu, 280.000 bao lắp đặt. Đấy, con này là mình thay vào ốc titan này anh em này. Bình thường nó bắt vào ốc lục. Đấy, thay ốc titan bình thường bắt vào ốc lục. Và tiếp theo nữa là chúng ta hãy đi đến cái dàn thân xe. Thì ngoài những cái đấy là mình đã dán nguyên cả bộ đề can này. Nguyên bộ đề can này thì bên hệ thống quy đề can tính là 1.250.000 cả nhôm nhá, và tem rời. Đây là tem pin này và anh em này,
tất cả tem này là tem in. Đấy, tất cả đây là tem in. Đấy. Nhưng có thêm một cái cả những tem rời nữa. Đấy, con này quy tim tem rời này, dàn đầu xe quy tim tem rời này. Đây, em giữ nguyên ở thân xe, những con này là tem liền nha anh em nhá. Những con này, cái này là tem liền. Đấy, Brembo, Olin, MotoGP, Biker. Đấy, thì cái này là tem liền. Còn đây là những cái bộ tem rời này. Đấy, đầu xe này là cũng tem liền luôn. Đấy, phối cả tem liền lẫn tem rời. Ok anh em, và chúng ta hãy dành 5 giây ra để like và subscribe cho mình đi nhá. Và chúng ta hãy quay về lần đuôi, ok anh em. Đây là cái phần mà mình ưng ý nhất và nó tốn nhiều công sức cho mình nhất về cái dàn chân sau. Đấy, dàn chân vành bánh thì mình đã lên ngay ý tưởng ban đầu là lên như nào, lốp như nào, vành đan như nào rồi, vành đan như nào rồi, mayer như nào rồi. Nhưng mà có cái càng này thì những anh em nào yêu quý và quan tâm Quân Béo Mô Tô thì đã nhìn thấy ở Quân Béo Mô Tô là dùng rất là nhiều cái gắp để thay đổi. Mình đã sử dụng các MT09 lên không ưng, mình sử dụng Moto Ad không ưng, mình sử dụng Apido không ưng. Và phương án cuối cùng khi mình gá lên là con gắp KTM 250 này để lắp lên thì là mình thấy ưng ý nhất. Bởi vì tại sao? Vì con gắp 250 thì camera có thể lùi ra cho anh một chút. Đấy, đấy. Cái bộ gắp KTM 250 thì nó là một hành trình gắp nó dài hơn gắp zin. Đấy, và xương vẫn là xương thẳng cộng với kèm những cái xương đỡ của KTM rất đẹp luôn. Thì là cái gắp này nó dài hơn gắp zin, nó làm lộ được cái vành bánh của mình ra, nó rất là đẹp. Mà lại sử dụng được cả cái thụt Olin mình tái sử dụng đây của con Merrick đây, lên rất là vừa đẹp. Đấy, thì cái dàn chân của KTM này thì full bộ của nó là 5,5 triệu cộng với 1,450,000 công độ chế cho lên xe nữa là 1,450,000. Là gắp KTM nó rơi vào 5,5 triệu là 6,9,7 triệu đi. Đấy, 7 triệu full lên xe. Và gần như là không phải độ chế cháo quá nhiều luôn. Không phải độ chế cháo nhiều. Con này lên cho kênh, lên cho Debix và lên cho Exciter và Winner cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp và chắc chắn an toàn. Đấy, thì đây là một bộ gắp. Khi mà gắp lên thì mình phải sửa lại cái pad phanh này. Nó mất rất là nhiều thời gian của mình về cái pad phanh này. Đấy, và tiếp theo nữa là chúng camera có thể đi sang bên kia để anh giới thiệu về cổ bô này và bô. Mình sử dụng cái bô Over Racing. Mới đầu mình sử dụng cái phương án là Leovin SBK để cho nó chậm ấm. Sau đấy là lên dáng nó to quá, nó không hợp quá hợp với xe thì mình lại sử dụng phương án là Yoshimura R77, cũng không thật sự là ưng ý. Và tiếp theo là phương án đút gầm móc ra của Bozin của CB150R thì không thể đút được gầm do là vướng chân thập giữa. Vì tại sao? Vì mình vẫn muốn là rửa xe vệ sinh xích nó giữ được cái bộ chân thập giữa, nên là mình đã không sử dụng phương án Bozin CB150R và mình quay sang mình sử dụng con Bo AK Vovic HP. Con đấy nó đút cho R6 thì mình đang đút cho con CB150 thì đút lên nó cũng không thật sự là quá xuất sắc. Thì mình mới sử dụng lại phương án cuối cùng là con Over Racing Full Titanium kèm với cổ vô Titanium màu xám xi măng. Đấy, hàng chính hãng luôn, rất đẹp. Đấy, thì lên con bô này là một trong những con mà ưng ý nhất với mình. Vì tại sao? Vì hành trình xe các bạn nhìn thấy nó rất là dài ra rồi. Đeo con Over Racing này lên, Full Titan này lên, trông nó rất là sang và hợp dáng. Đấy, thì cốc đầu sau anh em có thể lúc ấy nhìn thấy cốc đầu sau trước của mình nó rất là nhỏ. Mình muốn làm tạo điểm nhấn ở trong cái khoảng không này thì mình đã sử dụng cốc Evotech, cốc đầu sau loại to Evotech nha anh em nhá, không phải của X1R, cốc phải cốc Evotech. Đấy, Evotech, cốc đầu sau của Evotech rất đẹp luôn. Đấy, và kèm với là những cái dây dầu trong suốt để lộ cái dầu ra. Đấy, và tiếp theo nữa là thụt Olin. Thì con Olin nó có giá từ 9,4 triệu đến 11,8 triệu. Đấy, và cây này là cây Olin mình sử dụng từ con Honda MX125. Đồ sử dụng Honda MX125 mình còn có đây, anh em thấy không? Thấy cái này không? Đấy, mình sẽ đưa cho anh em xem. Đấy, cái đèn. Đấy là hệ thống đèn mà đổi màu, đổi theo nhạc, đổi theo tất cả các thứ. Thì mình đã sử dụng lại cái hệ thống đèn đấy.
và đôi lốp. Thì đôi lốp của Dunlop Sportmax trong đấy, Dunlop Sportmax thì đôi lốp này với có giá thị trường nó ở Yamaha, ở Honda, Honda Việt Nam thì mình chưa check được là đôi lốp Dunlop Sportmax này là bao nhiêu tiền, vì là đồ CB 150 thì mình chưa order quá nhiều. Đấy thì đôi lốp bỏ qua nha anh em nhé. Kèm thêm là một cái phát biển CNC rất là khỏe luôn, lắp chuẩn luôn cho Winner. Nhưng mà cái này có điểm bất lợi của nó là gì, nó không gập ra gập vào được. Đấy, nó không gập ra gập vào được, nên là khi còn nó nằm chỉ nằm cố định một góc vậy thôi. Nhưng lợi thế của nó là gì, rất chắc chắn và khỏe đấy, và đẹp, lộ được toàn bộ cái lốp của nó ra, nó không bị dài như con thụt con đuôi này mình đã từng nghiên cứu sử dụng để mình mong muốn sử dụng con đuôi CB 150R cho nó đẹp, nhưng mà tại sao lên nó không hợp dáng, lên nó không đẹp, nó không khỏe, nên là mình đã sử dụng cái phương án là pad CNC rất đẹp luôn đấy. Và cái ốp yên solo này thì thực tế anh em có thể biết là nó là chuẩn của Exciter 150, giá là 550.000 đấy, giá bán lẻ là 550.000 cho một cái ốp đuôi solo này. Thì ốp đuôi solo này nó rất là tiện lợi, khi nào anh em cần chở người là chỉ cần tháo nó ra, rút nó ra thôi là xong, không phải bắt vít bắt viếc gì cả, thích lúc thích thì đút vào đấy. Đây là ốp đuôi solo của Exciter 150 mình lắp lên, tay sách mình giữ gì cho anh em nhé. Đấy, và tiếp theo nữa là những con ốc nhỏ nhắn đấy, những con ốc rất là nhỏ nhắn và đẹp đấy, những con ốc rất là nhỏ nhắn. Ốc này thì rất rẻ, 25.000 một con, ốc mũ kim cương màu vàng của Thái Lan, ốc inox. Và tiếp theo nữa anh em có thể thấy cái nắp che nhôm trước, nắp mang cá của Biker, hàng Biker chính hãng, 1.850.000 cho Honda MX 125 đấy. Và con này còn thiếu nữa, trước Vinex thì mình còn thiếu là một cái bộ ốp máy, thì ốp máy mình đang chờ hàng Biker nó về thì mình lắp lên nốt lên là xong, bộ ốp máy màu vàng lên rất là đẹp đấy. Thì anh em cộng được ra bao nhiêu tiền rồi, mình không cộng được luôn, anh em cộng xem tổng cho người, gửi comment xuống đỉnh dưới comment cho mình nhá. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm và chờ đợi con WinX mình độ này, và xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ con béo mô tô trong suốt thời gian qua. Hy vọng là anh em vẫn tiếp tục ủng hộ mình để cho mình đạt 100.000 sub, để gần Tết mình có cái giấy khen, cái bảng logo của YouTube, và để mình có cơ hội được tặng cho 100 anh em chiếc áo của quân béo mô tô làm ra để đạt chào mừng 100.000 sub, và sẽ tặng anh em. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em tại vlog tới nhá. Ok anh em.